Sau khi đã ghép thêm được 10 hàng tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ có 12 hàng. Các bạn đếm theo cái mảnh ghép màu vàng thì nó dễ nha này, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Chúng ta sẽ được 12 cái hàng như thế này. Thì bắt đầu từ cái hàng thứ 13 trở đi thì chúng ta sẽ bắt đầu giảm số lượng mảnh ghép dần. Ở đây bây giờ của chúng ta đang là 7 mảnh ghép đúng không? Thì hàng 13 của chúng ta sẽ là 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đến đây thì chúng ta đã hoàn thiện được cái phần cánh của thiên nga. Sau khi mà ghép xong ấy thì các bạn uốn bẻ cho nó cong ra ngoài một chút để cho cái phần cánh của chúng ta sẽ có cái độ mềm mại như thế này. Bước cuối cùng đó chính là làm cái phần cổ, phần đầu của thiên nga. Thì các bạn sẽ làm một cái dải sọc như thế này, gồm có 23 mảnh ghép màu đỏ. Thì khi mà chúng ta uốn cong để tạo thành hình cổ, uốn cong để tạo thành cái dáng cong cong của cổ thiên nga, thì chúng ta sẽ uốn sao cho cái phần đường chéo này ở bên trên nha, thì chúng ta mới uốn được. Trước khi uốn tạo hình cổ thì chúng ta có thể vẽ mắt của thiên nga ở phần đỉnh của cái tam giác như thế này. Sau khi đã dùng bút vẽ xong cái phần mắt của thiên nga thì chúng ta sẽ dùng tay uốn cong nhẹ nhàng cái phần đầu này để cho nó có cái độ cong tự nhiên. Và cuối cùng là ghép nó vào đỉnh của cái phần ngực mà chúng ta đã làm ban nãy. Ghép vào cái mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép cuối cùng ở cái phần ngực này nhé. Khi mà ghép vào thì chúng ta đã có được một chú thiên nga hoàn thiện như thế này. Thì các bạn có thể làm một đôi. Một đôi thiên nga như thế này để làm đồ trang trí hoặc là làm quà tặng cho bạn bè và người thân nha. Chúc bạn thành công với mẫu thiên nga này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip hướng dẫn lần sau.